những chị em nào có chiều cao khiêm tốn thì mình khuyên mặc, mình khuyên mặc. Nếu ai không muốn mặc cái áo hai hàng như thế này ấy, thì mọi người có thể mặc áo eo một hàng cúc, đấy là mình khuyên. Mình nhìn cái màu cốm nó hút mắt quá, nó quá hút ánh nhìn. Cốm thì nó hợp vô cùng với màu đen ấy, nên là cốm mình đính cúc màu đen nhé. Áo vest dáng eo, nếu chị em nào có chiều cao khiêm tốn thì thử mặc cách của mình xem. Vẫn mặc áo vest hai hàng nhưng áo dáng eo nhé, áo dáng eo kết hợp với quần ống vẩy ôm gọn mông và đùi ấy. Áo dài ngang tầm này thì không sợ bị lộ. Nếu bạn nào mà sợ cái phần vòng hông của mình, vòng ba ấy, nó có khuyết điểm, nó không được ok lắm, thì chị em mình mặc cái áo dáng hơi dài như này. Hơi dài nhưng là dáng eo, thành ra mình mặc nó vẫn gọn ạ. Khi phanh cúc như này vẫn gọn. Và toàn bộ bên trong là mình mặc một set đen, áo cổ đổ lụa màu đen bên trong ạ. Cổ đổ lụa màu đen bên trong với một chiếc quần ống vẩy bên trong. Đấy. Thì mình mặc cốm nhá. Mình mặc cốm màu rất là rực rỡ, màu tương đối là sáng nhưng lại không sợ bị lộ, không cảm giác bị bếu. Mặc bởi vì toàn bộ cái màu đen bên trong này nó làm chia dọc cái phần cơ thể của mình ấy, mình cảm giác rất là tự tin. Quần vẩy xẻ phía trước như này thì khá là thời trang ấy, chị em mình. Mình rất thích mặc quần vẩy bởi vì quần vẩy cho mình rõ ràng cá tính hơn ạ. Đấy, làm cho chân mình thon và dài hơn. Chân mình mặc cảm giác mình dài hơn thì mình mặc với áo dáng dài nó sẽ rất là cân bằng. Rất là cân bằng. Đấy, cho nên là mình rất là thích mặc quần vẩy. Mình chiều cao của mình thường là nó có 1m52 thôi. Thì thường là mình hay đi giày từ 7 đến 9 phân. Thì cộng vào nó sẽ rơi vào khoảng 1m6. 1m6 thì bởi vì áo tiêu chuẩn của mình hay thiết kế chiều dài đối với dòng áo này là nó là dài 65. 65 thì mọi người có thể mặc cái chiều dài 65 này với chiều cao 1m60 là ok. Đấy, mình cứ thường thường như vậy thì cái dáng áo như này nó rất là đẹp. Và chị em mình có thể mặc hơi phủ qua cái phần gót mông một chút xíu thì là cảm giác là mình sẽ che được khuyết điểm, đẩy hông, đẩy mông tốt và cảm giác eo rõ hơn. Cái dáng áo, kể cả dáng áo này mình dùng dây beo vẫn được. Có nghĩa là sử dụng dây beo thì cái tỷ lệ chia đôi cái phần áo rất là đẹp luôn nhé. Đấy, mình khoác mình đừng có cài. Khoác áo vest thường mình sẽ không cài. Đi đường thì có thể chị em mình cài nó vào để cho nó đỡ bị lạnh hoặc là đỡ bị nó hơi bị sộc sạch, mình đi nó tự tin, nó đỡ bị bay cái áo ra. Tuy nhiên là để mình dừng lại, mình mặc bình thường như này thì không bao giờ thủy mặc vest mà mình cài cúc đâu. Thường là như vậy. Hãy phanh như này thì chị em có mặc như này với mọi người không? Khi bỏ áo, mở áo ra thì mình còn không nhìn thấy gì hết, thì làm sao mà sợ bị béo đúng không? Cho nên là mặc rất là tự tin. Mình có bụng, mình có thăn, mình rất là nhiều thứ ở trên cơ thể nó lằn ra nếu mà mình mặc ôm. Thế nhưng mình mặc như này, áo lụa bên trong ạ, áo lụa cổ đổ rất là mềm và suông nhé, thì sẽ không bị lộ béo, không bị lộ một chút gì. Và cảm giác như này là áo nó có chiều sâu. Và áo mình bên trong bao giờ thường á, tất cả những cái màu nào có thể lót được màu đen là mình sẽ lót lụa đen. Thì áo nó rất là sâu mà mọi người mặc như này có phanh ra ấy, thì nó rất là đồng nhất cái màu sắc ở phía bên trong. Còn riêng áo thì đằng sau vô cùng là eo, rất là đáy luôn á, rất là eo nhá. Cho nên là cái dáng này là cái dáng mà những chị em nào có chiều cao khiêm tốn thì mình khuyên mặc, mình khuyên mặc. Nếu ai không muốn mặc cái áo hai hàng như thế này ấy, thì mọi người có thể mặc áo eo một hàng cúc, đấy là mình khuyên. Và mặc dáng dài như này thì chị em mình mặc với quần ống vẩy, quần ống côn, quần ống đứng, quần ống suông đều đẹp hết, rất là đẹp luôn nhá. Chỉ chia sẻ nhanh vì là cái màu đen ấy nó mặc với màu cốm nó quá đẹp, cho nên mình chia sẻ như vậy. Chị em nào có thể nhìn mà thấy yêu thích cái màu cốm ấy, chị em mình có thể vào xem. Áo bên trong thì mình thiết kế là áo cổ đổ nhưng vai liền bám. Thì nếu như mà bạn nào mà không muốn lúc mà đang nóng quá